Trời ơi, tôi ngủ dậy tôi chưa có à, con chẹn nó quay cái mặt lén người ta À, không sao hết trơn, cái mặt này người ta mới khen em nhiều hơn. Yes. Trời ơi, bả lo bả chùi, coi như là gàn chùi, coi như là đại khái nước miếng rồi tùm lum la hết đó. Yêu gái bở ta ngủ vậy, người ta chưa, người ta lo ta lật ra ngó qua đây coi, coi ngó qua đây cái coi không. Nên quý vị ơi, quý vị có muốn biết phụ nữ đẹp hay xấu á, đừng đừng có quay trong lúc mà đi tiệc. Trong cái buổi tiệc lúc nào cũng đẹp, chuyện đó chuyện ỏ, chuyện nhỏ. Mình phải quay người phụ nữ lúc mới ngủ dậy đó, đẹp nhất, dạo đẹp này có nhất cái tật là hay mới ngủ quên dậy. lấy quá nha, hay quên lấy lắm nha, bữa nào tôi quay một bữa đừng có like nha. Này, anh lúc nào cũng đẹp hết trơn á, vợ khỏi lo không? Anh đâu bao giờ make up đâu, không giờ anh chỉ có cái bận áo trái bận áo phải thôi à, giờ em quay sao đúng không? À, ngủ là anh hả họng mà đúng không, quay sao à. À, cẩn thận đi. À, xây mặt qua cái, mọi người coi cái coi Không. coi Tao đang làm công chuyện à. Giờ làm ngủ mới làm này cho xong nè, rồi mới lên làm đẹp được. vậy ha, em làm cái gì? Em đang lặt rau rửa rau nè. Thế rau của anh ngoài chưa chưa trồng đúng không? Yes. Ừ. Phải rõ ràng cho mà coi mọi người khen anh tí chứ. Quá nhiều rồi. Ăn không nổi luôn á. Có con trùng không? Không thấy. Trùng giờ này đâu có nữa, nó nóng bỏ chạy cha nó hết rồi, làm gì có trùng. Khủng khiếp. Mẹ em tính đổ bánh khọt nữa. Yeah. Hỏi Trời ơi, các trời bạn nóng như vậy mà đổ bánh khọt em ơi. tại vì Rồi. rau nhiều quá, Nếu quá làm bò lố lết, bò lúc lóc gì đó, bò gì đó cũng không được lúc hết. lắc đi, Chứ làm như còn muốn bánh làm khọt, được vậy. oh my god, bánh khọt ăn sao mà ăn nổi trong cái thời gian nóng như thế này. Đổ nè, đổ nước, đổ lẹ không bánh xèo, rau nó quá nhiều ngon đi. Bánh xèo bánh khọt là mình ăn hết rau thôi. Nhưng mà salad tớ quậy á, không ăn nó hư hết rồi. Tại nó già nó có bông hết rồi. Nó nhiều quá hả? Nhưng mà mình hái cái nó ra lá non nữa đúng không anh? Không, hết rồi, nó đã qua đợt rồi, nó già rồi, muốn. Nó già giống anh nè. Đúng rồi, da nó già như anh vậy đó, nhưng mà anh già anh còn xài được chứ nó già nó không có xài được nữa, nó chỉ có em đi bỏ thôi à. Em bỏ nó cho trùng ăn thôi. Không. Bên này xả lông rồng hay nhiều quá vậy dạ. Ừ. Đi supply. Xong rồi đi Costco. Đi supply, đi Costco với đi Pet Store cái nữa. Nhưng mà trước khi đi cho anh vợ cho con ăn, anh cho cá ăn được không vậy? Vợ cho con ăn, anh cho cá ăn. Đúng rồi. Yes sir. Ai cũng có trách nhiệm hết. Chết, ai cũng có trách nhiệm hết, xong rồi giờ tinh dược của em mỗi đêm đó, đêm nào cũng phải uống đó. Nó vàng kẹo luôn nè. Giống như nghệ vậy. Đó, em bỏ miếng nước vô là nó vàng cái ly luôn á. Ủa cái bịch đâu ta? Bịch gì? Cái bịch đồ ăn ở đây nè. Bịch đồ ăn anh bỏ bên kia rồi. Trời, cái bịch đó của má đó. Chứ trong đó chỗ đâu mà bò chứa được. Nè. Chờ, xin chào tất cả các bạn của bầu trời Boston and Family. Hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ chạy lòng vòng như con vịt luôn. Đây. Nếu mà có cánh bay được thì mình bay luôn. Mình đã Nhưng mà nhiều nấu quá. cho má hai hũ rồi, để má ăn 2 ngày anh. Hai. Ừ. Nhiều đây bà ăn 2 ngày nè giờ. Nhiều đây em thì nấu đã thì bà nấu lại rồi, ăn nấu một chiều tuần. chiều đi chứ chân lại giờ mình nấu chút xíu. Nhiều đây bà ăn một tuần đó giờ. Thì anh nói cho các bạn Thì nghe. Các bạn mà cách đây 2 bữa ha, phải không? Hai bữa trước thì buổi chiều tối đó, má Đạt bị chóng mặt, xong rồi cái bà gọi Đạt tới nhà, xong rồi cái mình thấy vậy mình cũng đo huyết áp, thấy huyết áp thì rất là bình thường, không có gì hết, chứ có nghĩa là không phải bị cao máu, ăn uống của má thì cũng bình thường, không có gì. À, nhưng mà lại bị chóng mặt và hầu như thấy nguyên cả tất cả những cái gì xung quanh mình đó là nó bị xoay vòng 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 vòng. Thì cái đó Đạt cũng từng bị một lần trong cuộc đời của mình, cũng từng bị một lần. Đối với má Đạt thì má Đạt bị cũng chắc là cũng ít nhất 5 lần hoặc hơn.
À, cho nên trong gia đình Đạt cảm thấy cái đó đã được quen và hiểu biết rồi. Thì trong mình không biết tiếng Việt là cái gì. Vertical problem thì đại khái Đạt không biết dịch tiếng Việt nó là cái gì, Đạt cố gắng Đạt sẽ dịch để trong cái phần dưới. Nhưng mà cái đó có nghĩa là trong cái hai bên cái lỗ tai mình có những cái chất nước hoặc là cái gì trong cái lỗ tai mình, nó thông thường là nước. Nó không có được cân bằng á. Nước đây không phải là nước mình tắm mình nhỏ vô lỗ tai, hay mình nhảy xuống hồ bơi thì nó vô lỗ tai, không phải vậy. Cái loại gì trong cơ thể mình á thì nó không có được cái cân bằng, cho nên nó làm cho mình bị chóng mặt, xoay vòng. Cái đó là cái một trong những cái loại chứng bệnh của những người lớn tuổi. Ủa anh nói vậy chứ là anh lớn tuổi rồi hả dạ? Đúng rồi, tự thừa nhận luôn, đâu có, em đâu có cái biện minh gì được nữa, chỉ ngồi mà cười thôi. Đó thì đại khái là như vậy. Thì cái đó cũng rất là nguy hiểm nếu mà mình lái xe hoặc là mình đi cầu thang hay là mình đi đâu đó trong những cái chỗ như đang băng qua đường, thì tất cả những cái đó rất là nguy hiểm nếu mà ngay lập tức lúc đó mình bị như vậy. Thì trong cái cuối tuần đó thì bác sĩ của má có biểu thì để an toàn đưa cho má vô trong trong ER tức là cái phòng phòng khẩn cấp á. Xong rồi ở trong đó họ giữ má Đạt cũng hầu như hơn hơn 2 ngày 2 đêm rồi. Coi như từ bữa lúc mà má Đạt vô trong đặt chở má Đạt vô trong cái phòng khẩn cấp đó, rồi là coi như làm xong thủ tục giấy tờ rồi á, là họ cho Đạt về luôn chứ không có ở trong đó được, không có vô thăm này kia được. Vì cái nhà thương hiện bây giờ là hầu như rất là kẹt cứng ở trong đó, không có thăm viếng này kia nọ trong đó được. Nên khi mà họ cần tới mình họ gọi, và khi gia đình mình được xuất viện họ sẽ gọi mình cho mình về. Thì vợ mình thì không có biết là bữa nay má mình cho về, cho nên định sáng là hai vợ chồng định đem cái này vô cho má ăn nè. Không, thì vợ đã nấu tổng cộng nồi cháo. Thì mình nghĩ là chắc một cái về là má đã coi như hết 2 ngày trời á. Mà bây giờ sẽ thành hai hộp này luôn. Xong trên đường mình chuẩn bị nè, trong thời gian mình đang chuẩn bị thì nhà thương gọi cho biết là bữa nay má sẽ về. Chưa chính xác giờ giấc, họ còn giờ làm thủ tục giấy tờ. Cho nên mình sẽ chạy đi lòng vòng, đi supply cho tiệm, và đồng thời đem cái này theo luôn, và đồng thời đợi cái điện thoại của nhà thương gọi tới rước má, và mình làm hết cùng một lúc trong chuyến mình đi. Mà cái theo tiết đoán á, mà má bị chóng mặt như vậy là có thể vào do là thời gian vừa rồi má lo lắng cho ông nhàn nhiều quá, má không có ngủ đủ nè, với má cũng bỏ ăn á, cũng có thể đúng nha. Thì cái lo lắng, cái lo lắng thì anh nghĩ là chắc chắn là đúng, có rồi. Nhưng mà tới cái vấn đề dính líu tới cái đó nó có quan hệ với nhau không thì chuyện đó anh không biết nha. Nhưng mà làm gì làm nó cũng phải ảnh hưởng tại cái cơ thể của mình mà. Tự nhiên mình bình thường mà mình suy nghĩ một cái gì đó mà nó quá nhiều, hoặc là mình quá buồn trong một cái thời gian dài như vậy, cũng mấy tháng rồi anh, Nhàn bị mấy tháng rồi đúng không? Rồi. Cứ mỗi lần Nhàn nó bị nặng hơn cái là má mệt. Sẵn vợ Đạt nhắc Nhàn trong cái clip này luôn, thì Đạt cho các bạn biết thì cái clip vừa rồi cuối cùng Đạt quay Đạt với là Tuyết tới thăm Nhàn cho tới bây giờ thì Nhàn vẫn còn ổn định, không có gì phải lo hết. Nhưng mà vì cái chỗ đó đi tới thăm vô cùng khó khăn, họ chỉ cho coi như là một ngày chỉ có được hai người tới thôi. Nếu mà Đạt và Tuyết đi hoặc Đạt đi thì vợ của Nhàn và con của Nhàn không đi được. Không đi được. Cho nên mình nhường lại cái điều kiện đó cho vợ và con của Nhàn đi. Mỗi ngày họ đều tới thăm hết. Và nếu mà Đạt đi thì tức là vợ của Nhàn đi được mà con của nó đi không được. Đối với Nhàn quan trọng nhất bây giờ là vợ và con của nó. Cho nên mình sẽ nhận được những cái gì cần thiết từ bên vợ của Nhàn. Thì hai vợ chồng Đạt cũng có liên lạc với lại bên gia đình của vợ Nhàn, thì biết thời gian nào mà tụi nó bận nó không đi thăm Nhàn được thì vợ chồng Đạt sẽ đi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đồ đây. Có đi bận áo trái hay không phải đây. Đi ra đường lúc nào mình cũng phải kiểm tra các bạn. Tại ông này ổng lâu lâu ổng sảng ra đường ổng bận áo trái, ổng bận quần trái luôn, thấy bà.
Trâm đi qua chợ cô chú. Tại sao bán nó bà Thư? Không chịu nút đi làm. Quay cái áo qua cho nó. Xin chào đi, nó đi. Con má cô chú nghe con mượn áo đẹp gì kìa. Xin chào cô chú lại đi. Chúc đi đâu á? Ha? Không nổi. Hả? Má khỏe không má? Dạ. Con chúc Linh ơi, nội kìa con, xe hai nội đi. Hai con hai. Hai nội chưa? Ờ. Dép đẹp hoài à, cho nội nè. Con vậy? Con hỏi nội khỏe không đi. Hả? Chúc Linh, con hỏi nội khỏe không đi. Nãy giờ con nát quọ quá cho nát mà. Hả? Nãy giờ con làm sao? Con nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn quá hả? Nhẫn nhịn chị đâu? Sắp buồn ngủ rồi. Dạ, buồn ngủ mở mắt không nổi luôn má. Đợi má tới nãy giờ. Chị đâu? Chị Trúc đâu? Chị Hai đâu? Ở nhà giờ hả? Thì cho nội đôi dép đó đi nội mang. Dép đẹp quá mà. Người của con gì cơ? Của chị của nội rồi Trúc lấy đó. Ai mua cho Trúc? Hả? Mẹ mua hả? Giỏi quá. Dạ. Rồi má sao má? Má đi vô trong đó sao má? Thì ngày nào nó cũng lấy tao mấy ống áo mày. Ngày nào nó cũng lấy tao 5 ống, 4 ống, 5 ống, 4 ống, 2 ống, 3 ống gì không mà nhờ. Wow. Dạ. Mà chích. Với lại Covid nữa. Đúng rồi, Covid nữa. Thử má nhiều dữ. Nó ta lấy cái kia nó có nhiều tốt, nó trồng đủ mũi nữa mày. Ồ, oh, là cái thử Covid đó hả? Thử Covid đó. Dạ, dễ sợ. Thử Covid luôn. Ôi. Oh no. Chúc lên con vịt nó bị chết thôi. Bắt hai con vịt về ở tù. Chắc hai con đó nói rõ ràng đó, nó bắt hai con vịt gì nó cháo ăn mà bị mà không được đó. Nó nói đàng hoàng mà. Anh, thế này. Ờ đi xuống này hả? Con tính tức nói đàng hoàng rõ ràng luôn. Chiên bình thường mà. Chiên cũng vậy, mày không được bắt nữa. Câu mày cũng không được bắt nữa. Đúng rồi. Cho dù con vịt đó nó chết giữa đường vậy đó, mình cũng không lụm về mình nấu cháo ăn được nữa. Không được. Mình lụm về cái nấu cháo liền à cha này. Thiệt á. Cháo vịt. Coi như là nếu mình muốn như vậy đó, mình muốn như vậy đó, mình phải gọi, mình phải trước khi mình bóc gọi nó, animal gì đó, animal control. Trước khi mình lụm nó lên, mình phải gọi animal control. Mình nói cho họ nghe và mình hỏi họ mình có thể đó coi như là lụm đem về nấu cháo ăn được không. Wow. Nếu mà tụi nó nói ok á. Ok. Em cầm tay nội xong em hung tay nội coi kìa. Dễ thương không? Dễ thương dễ sợ chưa? Con thương nội không? Thương ngại đâu? Nội đâu rồi? Nội đâu? Nội đâu? Nội nè. Chúc Linh ơi con bye bye nội đi. Bye nội ba. Bây giờ nội đi con, thương nội, nó nội, nội giữ sức khỏe nó đi con. Mình quần áo rồi hả má? Áo cái gì đi lại mà. Sao con đòi nội hả? Ồ em muốn nội hả? Tội nghiệp không? Trời. Em muốn đi nội hả? Đi nội ngày mai đi, ngày mai đi mẹ cho em qua nội. Bữa nay nội để nội nghỉ ngơi nha không? Ngày mai đi mẹ em cho em qua nội. Để con xách lên cho má. Không, được rồi. Được rồi, được rồi. Dạ, rồi. Má giữ sức khỏe. Ok. Con bay nội đi. Rồi nó đòi nội. Mai bay đi. Đây nội mệt, nội giữ con không được. Thấy không? Mai đi, mai mẹ chở qua nội. Chút mua bánh đều đem lại nội. Chút nữa ha. Đi, đi, đi. Vài bữa nữa đi, hãy qua nội. Đem lại nội, ok. Ok, ha. Vài bữa nữa nha, rồi mới qua nội được nha con. Dạ má có gì gọi tụi con nha má. Tội nghiệp quá, thương nội không? Rồi thôi mày ngồi đây với em. Mày ngồi đây với em. Rồi. Trời ơi. Khóc rồi. Hello. Xin chào con. Xin chào. Tôi đi Costco.
khóc sợ. Thì bữa nay các bạn, nãy giờ mình đi Costco thì mình đã mua cho Trúc Linh sữa 2% và mua một số đồ cho em để mà em on chế độ diet. Đây là cái sữa mà mình sẽ thay đổi cho Trúc Linh nè các bạn. Mình cũng đi mua được một số đồ dùng. Và đồng thời mình mua cái áo này cho em để em đi xuống nhà bạn của Tiết á, nhà của Như á chơi. Em sẽ bận vô để em tắm hồ. Chúc Linh, con chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Em đi đâu? Em đi shopping. Vậy á, rồi em đi shopping mẹ mua gì cho em? Mẹ mua sữa. Mua sữa, rồi mua gì nữa? Mua blueberry. Đúng rồi, em thích không? Thích hả? Vậy em buồn ngủ lắm rồi đúng không? Đúng rồi, vậy một chút nữa lên mẹ chở về nhà em ngủ nha. Anh cứ tiếp tục làm công việc của anh đi anh. Cái gì vậy? Ờ bánh á, đói quá đi từ sáng giờ chưa ăn gì luôn. Em mua bánh á, lên xe mình ăn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bầu Trời Boston. Xin hãy tiếp tục vợ chồng của Tiết. Ờ, con này chúc lên bye bye cô chú nè. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Mì gió cô chú cái coi. Yeah, giỏi quá. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip kỳ sau. Sao? Em muốn sao? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Em buồn ngủ chưa? Ừ, em nói em buồn ngủ đi, em nói sao? Trời. Bây giờ anh biết được nó vừa nó dùng cái từ trời đất ơi ở đâu rồi? Cô má nó. Đúng rồi. Coi như động giao động thế nó trời đất ơi con kìa, trời đất ơi.